Sáng nay, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa có buổi thăm và làm việc với Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cùng chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh. Theo báo cáo, nhìn chung thời gian qua, toàn ngành tuyên giáo thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng trong bối cảnh dịch COVID-19 nhiều biến phức tạp, nhất là từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động theo hướng chuyển đổi số, chủ động tham mưu cấp ủy nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp bằng nhiều phương pháp, cách thức khác nhau, chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn ngày càng được nâng cao. Toàn ngành tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan, làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và tuyên truyền sâu rộng công tác phòng chống dịch COVID-19, tạo sự ổn định, đồng thuận về tư tưởng, góp phần duy trì, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới.